ngày 21 tháng 10, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thừa nhận chậm xử lý dứt điểm một hộ dân tự ý chuyển đổi đất sai mục đích, thuê xe tải, máy móc san gạt 10 ha đất gây bức xúc trong dư luận. Theo đó, vào năm 2023, ông Đoàn Xuân Kiện, thôn Vân Đông, xã Quảng Hải tự ý đổ đất lên khu vực ao hồ nuôi trồng thủy sản. Thời điểm trên khi phát hiện, Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải đã lập biên bản vi phạm nhưng ông Kiện không ký vào biên bản sai phạm, bất hợp tác với địa phương. Sau khi cán bộ xã ra về, ông Kiện tiếp tục thuê xe chở đất đá về lấp hệ thống ao hồ, bất chấp Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải ra nhiều văn bản đình chỉ. Mỗi lần đình chỉ, ông Kiện làm tờ trình trồng cây dừa xiêm Malaysia. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải yêu cầu làm đúng quy định của pháp luật. Đất nuôi trồng thủy sản muốn trồng cây lâu năm cần phải có sự chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền là Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải, ông Kiện vẫn cho san lấp thêm diện tích, không trồng cây mà lắp bảng ghi khu nuôi tôm công nghệ cao. Theo Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải, việc nuôi tôm công nghệ cao, địa phương tạo điều kiện nhưng cần đăng ký kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo đảm môi trường, có sự chấp thuận cấp phép quy hoạch tỷ lệ 1/500 của sở xây dựng về nhà xưởng, đường nội bộ, phòng cháy chữa cháy mới bắt đầu san lấp mặt bằng. Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn chưa có các quyết định liên quan về đất đai. Ông Kiện đã san lấp toàn bộ hơn 10 ha ao hồ của gia đình. Đồng thời rút đơn không làm khu nuôi tôm công nghệ cao nữa mà tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang trồng cây lâu năm. Theo công văn số 397/UBND ngày 21 tháng 10 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải gửi lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn, ông Kiện đã thuê xe, máy múc chở đất đá san gạt trái phép với khối lượng từ 130.000 đến 150.000 mét khối đất cát vào khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Ông Kiện cũng thuê chở hàng trăm tấn phân bò từ phường Quảng Long lên đổ vào khu vực nuôi thủy sản khiến xuất hiện ruồi nhặng, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân khu vực lân cận. Đặc biệt, xe chở đất cát, phân bò hạng nặng đã phá đê sông Danh, đoạn qua xã Quảng Hải. Ông Cao Xuân Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải giải trình, địa phương có 17,9 ha nuôi trồng thủy sản thì ông Kiện có hơn 10 ha ao hồ. Khi ông Kiện tự ý san lấp mặt bằng, xã đã nhiều lần báo cáo lên Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn do vi phạm hành chính vượt thẩm quyền của xã. Tuy nhiên không lập tổ liên ngành để xử lý dẫn đến ông Kiện đi từ sai phạm này đến sai phạm khác, phá nát đê sông Danh rất nghiêm trọng. Chiều ngày 21 tháng 10, làm việc với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng, sẽ yêu cầu xã Quảng Hải lập biên bản xử lý. Với mặt đê sông Danh bị băm nát, ông Ninh cho biết sẽ cho các cơ quan liên quan vào cuộc xử phạt. Với khối lượng đất đá lấp trái phép và đưa hàng trăm cây gỗ vào trồng, ông Ninh cho biết sẽ buộc phải di dời và xử phạt.